Cảm ơn con gái. Hôm nay bà tới đây để... Nếu như bà tới đây để đón con về thì uổng công của ba rồi đó. Hồi nào giờ con sống cùng với ba, ba quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho con. Ba sợ... Ba không cần phải sợ gì hết á. Hơn nữa, đây là nhà của mẹ con mà. Ba biết đây là nhà của mẹ con. Ba biết ba sẽ không bao giờ hại con. Nhưng con phải biết con ở bên ai mới là an toàn. Nào giờ bà có biết con sống như thế nào đâu. Rồi tự nhiên bây giờ bà muốn mang con ra khỏi vòng tay của ba một cách dễ dàng như vậy sao? Quỳnh, cuộc đời này của con chỉ có ba mà thôi. Vậy ba có thương con không? Tại sao con lại hỏi ba không lắm? Ba chưa bao giờ hỏi con là con muốn gì, con cần gì. Lúc nào tất cả mọi thứ ba cũng sắp xếp theo ý của mình hết á. Tại sao ba không hiểu được cảm nhận của con gái mình là như thế nào hả? Kìa, Quỳnh, Quỳnh, thấy nản quá, không biết sống chung với ai nữa. Sống với bà thì mất tự do, nhưng mà dù sao tôi cũng có lối thoát được. Còn sống với mẹ thì suốt ngày chỉ có chữ ngoan, rồi cứ như vậy mà bắt tôi làm theo. Còn anh thì sao? Gia đình anh đâu mà anh phải đi bộ như vậy? Gia đình anh tan nát, cha mẹ thì ly thân, anh thì phải ra ở bụi ngoài này. Nhiều khi anh muốn ra đường xe tải cán chết cho rồi. Anh khổ quá, nhiều lúc anh muốn ngủ một giấc dài rồi chết luôn. Thôi anh đừng có bi quan quá. Anh có cần tôi giúp anh gì không? Em có tiền không? Chứ anh đói quá. Anh cần một chút tiền. Lúc nãy tôi đi, tôi không có mang theo điện thoại hay là tiền gì hết á. Mà anh chưa ăn gì hả? Anh không có cần ăn. Nghe nói em đang buồn đúng không? Anh sẽ có cách giúp cho em hết buồn hiệu quả. Chỉ cần em vô một band thôi là cuộc đời em sẽ nở hoa mà không còn bế tắc nữa. Anh bỏ tôi ra. Em à. Em không sao đâu chị, chỉ là bị chấn động tâm lý nhẹ thôi, để cổ nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết.
chị yên tâm nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, không có gì. Dạ. Oanh, con mở mắt ra đi, mẹ nè Oanh. Oanh. Con có biết con làm mẹ lo lắng lắm không? Em thấy trong người sao rồi Oanh? Con thấy trong người con sao hả? Ba đâu? Ông bận rồi, ông không có vào được. Con ráng nghỉ ngơi. Con thấy người con đau ở đâu, mẹ nói bác sĩ khám cho con nè. Chị trước mắt á, là em phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng có dại dột lần nữa nha Oanh. Phải đó, con ráng nghỉ ngơi. Qua lần này con khỏe lại, mẹ sẽ đưa con đi theo mẹ. Mẹ không để con ở nơi nguy hiểm này nữa. Thiệt là tội nghiệp cho con gái của mẹ quá. Con muốn ở đây nghỉ ngơi một mình. Đây, cháo đây, cháo đây, cháo nóng hổi đây. Ồ, thơm quá, cô chủ. Đừng nhõng nhẽo nữa mà, ăn miếng đi. Wow, từ hồi mắt sáng tới giờ cháo cũng trắng hơn mà cô chủ cũng trắng hơn á. Mà tại cô chủ bị thiếu máu á. Ăn miếng đi cho nó đủ máu này. Cháo đi, ráng ăn đi. Chứ ăn cái gì? Tự nhiên tôi thấy thèm con chiên cá mặn của bà vú nấu á. Anh nói với bà vú nấu cho tôi món con chiên cá mặn nha. Bệnh món cháo ba tôi cũng thích ăn món đó lắm. Có một tuần là thế nào ba tôi cũng ăn một lần à. Trời ơi, ai chả biết ông chủ thích ăn cơm chiên cá mặn, nhưng mà giờ ông chủ bệnh sao ăn cơm chiên cá mặn cứng ngắc sao nuốt. Ăn bệnh là phải ăn cháo, ăn cơm nhão, ăn cơm mềm giống như cô chủ vậy nè mới dễ nuốt chứ. Giờ ông chủ vậy sao anh mới nói vậy? Không, ý... Ba tôi bị bệnh gì? Không hả? Cô chủ bệnh ăn cháo. Anh Quang. Chứ... Bây giờ. Đừng lúc ống rồi cô chủ luôn là cô chủ hùi tôi sợ lắm. Không phải là tôi muốn giấu cô chủ đâu, mà ông chủ dặn á, lỡ cô chủ biết rồi ảnh hưởng sức khỏe, không nghỉ ngơi được, bệnh nặng hơn rồi ai lo? Bây giờ không, cái nhà này không có ai lo được cho ai hết trơn á. Mà cuối cùng là ba tôi bị gì? Thì ông chủ bữa truyền máu cô á, nghỉ sức khỏe chắc không sao đâu, có chút xíu máu thôi mà. Mà giờ cái đúng ngày bữa đó bị người ta lừa hết trơn rồi, nhà mình phá sản rồi, mất hết trong một đêm luôn. Ông chủ suy sụp, bị ép tim nằm bữa giờ. Cô chủ đi đâu vậy? Từ từ, đang bệnh mà. Ba tôi đau. Không mà cấp cứu, nhưng mà cô chủ bình tĩnh đi.